không không chế được bóng. Còn đi chân đi tiền đi thoa một mình với mặt thủ môn sút rất tỉnh táo. Trần Hiếu anh làm gì à, xin lỗi Trần Nam, Trần Nam Trần Trần Hiếu Thanh Tùng sút. Hùng Vinh được kịp thời ngăn cản cú sút của Thanh Tùng ở cự ly rất gần. Đáng tiếc điểm cơ hội của đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung. Phần lý là có bóng chuyền ra Hiếu Thanh cản phá thành công. Đồng bóng của Thế Hiền, bóng lại đến chân thành Hùng Thanh Tùng lại Thiên Nam sút hơi nhẹ. Hùng Môn Hữu Thiên đã cản phá thành công cú sút của Thiên Nam ở cự ly khá gần. Một mình một bóng, Hữu Thanh làm gì? Đã có lỗi đối với Hữu Thanh. Đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông thực hiện cú đá phạt ở khoảng cách khoảng 15m. Hữu Thanh đứng trước bóng. Không, Trần Liễu. Trần Liễu. Trần Thanh Tùng. Một pha phối hợp đá phạt đã thành công với đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung và bàn thắng thứ 3 đã được ghi bởi Thiện Nam ở phút thứ 23. Thanh Tùng có kịp không? Không kịp. Bóng đi hết đường biên. Hiếu Thanh thực hiện quả đá biên. Đảm trên Hiếu Thanh. Rất tiếc đường chuyền của Thanh cho Trần Liễu đã bị Phùng Bích cắt ngang. Đứng chấp bóng là Phùng Bích. Phùng Bích thực hiện đá biên. Anh đang quan sát. Chuyển ra đây. Chuyển cho Xuân Lý. Nhịp độ của trận đấu có thể nói là chưa cao. Vẫn ở trạng thái thăm dò đầu hiệp 2. Anh Tùng đánh bóng rất quyết liệt. Tuy nhiên bóng đã đi hết đường biên rộng. Sút xa. Không thành công. Sút bất ngờ của Trần Liễu nhưng không gây nguy hiểm cho thủ môn và cầu môn của đội tuyển Liên Quân các đoàn xã. Việt Nam đang thực hiện quả phạt góc. Nhưng chuyền dài. Tiếp tục bóng lên Trần Việt Nam. Hữu Thanh làm gì? Bóng đi hết biên. Thế Hiền đang giữ bóng. Bóng lại đến trên Thiện Nam rồi. Hữu Thanh chuyền cho Thiện Nam. Thiện Nam làm gì? Bàn thắng có thể nói rất bất ngờ. Sự phối hợp giữa Thiện Nam và Thanh Tùng đã đưa lại bàn thắng có thể nói rất quý giá cho đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung ở phút thứ 25.
Tỷ số đến thời điểm này là 4-2 đang nghiêng về đội tuyển toàn trường trung học phổ thông Quang Trung. Phải rất nỗ lực đối với đội tuyển liên quân các bản xã để có thể lại một bàn thắng nữa cho đội tuyển bàn trường trung học phổ thông Quang Trung đi. Trong một tình huống rất bất ngờ đối với hậu vệ Lê Văn Trung, cú băng lên và thực hiện cú sút tầm xa của Lê Văn Trung ghi lại bàn thắng quý giá cho tuyển đoàn phổ thông Quang Trung, và tỷ số lúc này là 5-2. Nỗ lực y thoa đã không thành công bởi sự cản phá rất mạnh mẽ của các hậu vệ đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung. Không biết là gì. Không biết là vì hũ bằng kèm rất sát, rất chặt và anh không thể làm gì được. Bóng lại đến tên Phùng Bích. Phùng Bích truyền cho Thế Hiển nhưng Thế Hiển đã khống chế không thành công đường bóng Phùng Bích. Bóng đang trên phần sân của đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung. Vẫn đang trong chân các cầu thủ đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung. Văn Trung truyền về Trần Liễu rồi. Trần Liễu đang quan sát trên đai. Sút xa. Và không gây nguy hiểm cho cầu môn của đội liên quân các đoàn xã. Thì Thỏa thực hiện cú sút rất mạnh ở tầm xa, tuy nhiên không thành công. Lại một cú sút nữa, sự phối hợp giữa Thỏa và Phùng Bích. Tuy nhiên phối hợp này lại chưa đưa lại kết quả như mong muốn. Trần Liễu thực hiện quả đá biên đưa về dưới khai. Bóng lại đến chân Trần Liễu. Trần Liễu thực hiện đường truyền cho Lê Văn Trung nhưng không thành công. Hiện cầu môn của đội liên quân các đoàn xã đang rất trống. Cản phá rất mạnh mẽ của hậu vệ Trần Liễu. Bóng đi hết đường biên. Đức Thắng tung cú sút. Mình rất tiếc không theo như ý đồ của Đức Thắng. Hứa Thanh băng lên. Một. Rất tiếc. Thủ môn Xuân Lý làm gì? Ê. Rất tiếc. Nhưng các hậu vệ của đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung đã phối hợp rất ăn ý cản phá, pha băng lên rất nhanh và rất mạnh mẽ của Xuân Lý. Y Thoa thực hiện đá biên. Bóng ở đến trên Hữu Thanh rồi. Hữu Thanh làm gì? Có sút không? Thanh Trần Triều đưa cho Quốc Bằng. Rất tiếc đường truyền của Thanh cho Quốc Bằng. Nhưng khi dứt điểm thì Quốc Bằng điểm đã không thành công. Được. Quy Nhơn ngăn cản thành công. Quy Nhơn anh đưa cho Lê Văn Trung. Lê Văn Trung khống chế và thực hiện cú sút, tuy nhiên không thành công. Đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung liên tiếp thực hiện các đợt phản công nhanh. Hòa Linh. Thành. Phùng Bích tung cú sút ở cự ly rất gần.
Tuy nhiên sút của Phùng Bích đã không thành công vào vị thủ môn Duy Khanh, không thể hoàn toàn. Đã có lỗi đối với Trần Liệt. Duy Khanh thực hiện và đã phạt lên. Khanh chuyển cho ai đây? Hữu Bằng không hiểu ý. Bóng đang lên trên Y Thoa. Thể hiện có bóng. Tranh chấp rất quyết liệt. Chuyện Nam à? Bóng được. Bóng truyền cho Phùng Bích. Phùng Bích tung sút từ xa nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi. Cú sút bất ngờ Hữu Bằng đã trúng cột dọc cầu môn của đội tuyển Liên Quân các đoàn xã. Rất đáng tiếc. Nỗ lực của Công Bằng đã không được ghi nhận bởi cột dọc cầu môn của đội Liên Quân các đoàn xã. Y Thoa rất mạnh mẽ, rất kỹ thuật. Tuy nhiên hậu vệ Văn Trung đã cản phá thành công. Bóng đã đi hết đường biên. Y Thoa tiếp tục thực hiện ở đá biên. Bóng được truyền cho Xuân Lý. Xuân Lý làm gì? Một bàn thắng rất bất ngờ do thủ môn Xuân Lý thực hiện, đặt nâng tỷ số lên 3-5. Và cái bàn thắng thứ 3 của đội tuyển Liên Quân các đoàn xã được thực hiện ở phút thứ 34 của trận đấu. Thời gian của trận đấu còn không nhiều. Các cầu thủ đội Liên Quân các đoàn xã đã rất nỗ lực để thu hẹp khoảng cách tỷ số và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút thứ 34. Bóng lên trên Quy Nhơn rồi. Quy Nhơn chuyền cho Thiện Nam. Thiện Nam đang có bóng, anh băng lên rất nhanh. Tuy nhiên hậu vệ của đội Liên Quân đoàn xã đã cản phá thành công. Xuân Lý một cú Y Thoa, cú sút rất uy lực của Y Thoa nhưng rất tiếc đã không thành công. Hữu Thanh làm gì? Tiền cho Việt Nam. Việt Nam tung cú sút ở cự ly rất gần nhưng góc sút tương đối hẹp. Xuân Lý lại băng lên tiền Y Thoa. Y Thoa có sút không? Sút. Duy Khanh đã cản phá thành công cú sút của Y Thoa ở cự ly rất gần. Không thành công. Thiện Nam đã biệt. Tiền cho anh Tùng. Anh Tùng làm gì? Bóng để hết thằng Việt. Đội tuyển lần trường nhau vào trong Quang Trung được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh trái của cầu môn. Anh Tùng đã thực hiện
Arafat nhưng bóng đã đến chân cầu thủ Liên Cân của đoàn xã. Đấy tầm biên tranh chấp rất quyết liệt, bóng được chuyền nhưng Kim Kiên đã không theo kịp. Thú Thanh thực hiện và đá biên, anh chuyền về cho Di Khai. Thú Thanh thực hiện cú phát bóng lên, tuy nhiên đã bị một cầu thủ của đội Liên Quân các đoàn xã cản phá bóng cách đặc biệt. Tuy nhiên đang tranh chấp bóng một cầu thủ của đội Liên Quân các đoàn xã. Trọng tài xác định đã có lỗi đối với một cầu thủ của đội đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung. Thú Thanh thực hiện quả đá phạt, anh truyền cho Trần Liễu. Trần Liễu cùng với chút từ xa, tuy nhiên không gây nguy hiểm cho khung thành của đội Liên Quân các đoàn xã. Trần Lý đang dẫn bóng đây. Thủ môn Di Khanh rất chủ động trong các pha bóng. Trung Kiên đã không thể tung cú sút trước sự cản phá của các hậu vệ đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung. Thời gian trận đấu còn rất ít, những nỗ lực không mệt mỏi đội tuyển Liên Quân các đoàn xã. Tuy nhiên đến thời điểm này chưa được đền đáp. Cú sút từ xa rất uy lực Hùng Bích nhưng bóng đã đi quạt xà ngang. Thì Thành đã bóng lên cho Thành Tông, tuy nhiên Thành Tông không bắn Thành. Xã Kiệt đã biệt đó là Isamay. Hùng Bích lại tiếp tục tung cú sút từ xa nhưng vẫn không thành công. Bóng đã đến chân Thành Tông rồi, anh làm gì? Cú sút Thành Tùng cũng không gây nguy hiểm không thành đội Liên Quân các đoàn xã. Từ trên đàn trình học đồng chung thực hiện đá phạt góc, Trần Liễu thực hiện đá phạt, bóng đã đi hết tầm biệt. Việt Nam thực hiện cú đá biên, anh truyền Hữu Thanh, Hữu Thanh lại truyền về cho thủ môn Di Khanh. Di Khanh truyền cho Thanh Tùng, Thanh Tùng đã nhận được đường truyền của Di Khanh rồi. Anh làm gì? Không, trước sự cản phá, tờ bóng đã nằm trong tay của thủ môn Lê Xuân Lý. Trọng tài xác định đã có lỗi đối với thủ môn Lê Xuân Lý. Đấy, như bóng đang tự do đi vào khung thành của đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung thì Trần Liễu đã kịp thời xuất hiện. Xuất hiện và cứu một bàn thua trông thấy đối với đội đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung. Trần Lý chèo bóng rất nguy hiểm nhưng vì Khanh cũng rất bình tĩnh, chủ động trong mọi tình huống và đã cản phá thành công. Phạt góc
Bóng đến chân Thanh Tùng rồi. Một mình một bóng đối diện thủ môn. Nhưng các cầu thủ Liên Quân các bàn phá đã kịp thời về để hỗ trợ thủ môn. Còn nỗ lực của Thanh Tùng đã không thành công. Xuân Lý lại một mình một bóng. Trọng tài đã xác định có lỗi đối với Xuân Lý. Trung Kiên thực hiện quả đá phạt. Và trận thi đấu thứ nhất giữa đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung và đội Liên Quân các đoàn xã đã kết thúc với tỷ số 5-3 nghiêng về đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung. Có được nói các nỗ lực rất phi thường của các cầu thủ đội tuyển đoàn trường trung học phổ thông Quang Trung đã được đền đáp xứng đáng.